Các bạn, mình vừa mới xuống taxi đi trên phố Thái Ngàn một đoạn. Kiểu mình đi mua đồ ấy, xong rồi đang đi một cách kiểu rất là bình thường, rất thông dong luôn. Thì tự nhiên đến cái ngõ 41 ấy, đây này, cái ngõ này này. Đấy, có một chị chạy đến trong ngõ ra, xong chị bảo em ơi, nếu em cho chị sờ một cái thì chị sẽ cho em một con i9 10900K mới tinh, chắc em cũng chơi game đúng không? Thế xong mình kiểu đau đầu hết, mình kiểu mình sợ ấy. Mình bảo là không chị ạ. Thế xong rồi chị chạy đi luôn, chị chạy vào đây này. Hi anh em, nếu em quan tâm đến con i9 10900K thì có lẽ là đã biết là nó đã được ra mắt khoảng 4 tháng gần đây rồi. Tuy nhiên thì có một vấn đề là cái tình trạng khan hiếm hàng, anh em rất khó để có thể mua cũng như là cho nó vào bộ sưu tập của mình. Thì một phần thì có lẽ là do dịch Corona khiến các bên sản xuất của Intel cũng như là các bên vận chuyển hàng họ khó có thể giao vận cũng như là đấy vận chuyển để có thể sản xuất ra cũng như là đưa hàng đến những điểm bán để phân phối cho anh em. Và thêm một vấn đề nữa là do xung của con i9 10900K quá cao, lên đến tận 4,9 GHz cho cả 10 nhân. Thì đây cũng là một phần dẫn đến cái việc khó khăn trong vấn đề sản xuất. Và đấy, như anh em biết rồi thì 10900K thực sự bây giờ nó là một con CPU gaming tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và mình cũng đã làm rất nhiều video để đánh giá nó rồi. Tuy nhiên thì nếu mà không có hàng thì kể cả là nó có khủng, nó có khỏe đến mức nào thì nó vẫn chỉ là một cái tên mà thôi. Và có lẽ thì Intel biết điều này, thế cho nên là họ gần đây đã cho ra mắt một con chip có tên khá là lạ là 10850K. Và ở video này thì hãy cùng mình tìm hiểu con CPU 10850K này có thể thay thế cho 10900K hay không. Và đây thì sẽ là một video khá nặng về benchmark, bởi vì những cái như là thiết kế, những cái kiến trúc, những cái điểm mới so với những cái thế hệ cũ thì đã được mình làm rất là rõ trên những video trước về 10900K rồi. Và 10850K thì cũng chỉ dựa trên những kiến trúc này sản xuất mà thôi. Xét về thông số kỹ thuật thì 10850K bị cắt giảm khoảng 100MHz xung toàn bộ, từ xung cơ bản, xung turbo boost toàn bộ 10 nhân đến xung turbo 1 nhân. Con số tương ứng sẽ là 3,6 GHz cho xung cơ bản, 5,2 GHz xung đơn nhân tối đa và 4,8 GHz xung đa nhân tối đa. Ngoài ra Intel cũng cắt giảm 3 tính năng mà các gamer không bao giờ cần tới, bao gồm Intel VPro, Intel SIPP và Intel Trusted Execution. Yếu tố thứ hai khiến 10850K rẻ hơn 10900K khoảng 1 triệu đồng thì có lẽ là do phần vỏ hộp. Tuy mình đang có ở đây là phiên bản Adventure, nó khá là màu mè và xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng đầy đủ. Tuy nhiên thì đây vẫn chỉ là những cái vỏ hộp bìa thông thường như chúng ta thấy ở những con 10700K hay là 10900KF, cho nên là rẻ hơn thì cũng đúng. Tuy nhiên thì đây chỉ là một phần. Cái chính chúng ta cần nói đến về cái phần chênh lệch giá cả này, nó là hiệu năng. Và hiệu năng của hai con chip thì hãy cùng đi đến phần sau đây. Hệ thống thử nghiệm ngày hôm nay của chúng ta cũng khá là cơ bản, nhưng mà có một linh kiện mà gần đây càng ngày càng được anh em quan tâm khi mua CPU cao cấp, đó là mainboard. Chiếc mainboard mà mình sử dụng ở đây là ASUS ROG Maximus 12 Hero Wi-Fi, phiên bản rẻ nhất trong dòng sản phẩm Maximus cao cấp của ASUS. Hiện tại thì giá thành của nó là khoảng 9,6 triệu, tức là nằm ở phân khúc tầm trung nếu xét trong danh sách các mainboard dùng ổn định với 10900K. Và kit RAM là Corsair Vengeance Pro RGB 32GB 3200MHz. Nói thêm một chút về RAM thì ở cái thế hệ Maximus 12 này thì ASUS đã sử dụng thiết kế dạng daisy chain. Thì về cơ bản các cái tín hiệu của nó sẽ được đẩy thẳng về hai khe RAM đậm màu hơn thay vì chia đều cho cả 4 như ở cái thiết kế là T-topology cũ. Nếu như anh em thích ép xung RAM cũng như là sở hữu cho mình những kit RAM có bớt cao thì cái thiết kế dạng daisy chain này nó sẽ giúp cho anh em rất là nhiều. Đầu tiên thì nó sẽ làm giảm tín hiệu nhiễu và làm tăng khả năng ép xung RAM. Và theo như ASUS công bố thì họ đã đạt ở mức xung lên đến tận 4700MHz trên chiếc Maximus 12 này. Và anh em thì sao? Nếu anh em đã sở hữu Maximus 12 cũng như là sở hữu những bước RAM khủng và đã ép xung rồi thì hãy cho mình biết kết quả phía bên dưới bình luận. Điều đầu tiên mình làm khi nhận chiếc 10850K này đó là thử nghiệm xem mức xung thực tế sẽ ra sao so với 10900K. Với bài test nặng đô nhất hiện tại mang tên là Prime95 Smart FFT, xung CPU được đẩy đến chính xác là 4,8 GHz và lượng điện tiêu thụ loanh quanh khoảng 210W. Con số điện tiêu thụ này tương đương hay nói thẳng luôn là bằng với 10900K. Nếu như với các mainboard Z490 giá rẻ khác thì dàn VRM sẽ khá nóng khi dùng với 10900K. Nhưng trên chiếc Maximus 12 Hero nói riêng hay toàn bộ main Maximus 12 của ASUS năm nay thì mình đã thử nghiệm thì nhiệt độ VRM lại khá là mát mẻ. Điển hình thì với dàn điện 12/2 Phase 60A trên chiếc Hero, sau khi chạy Prime95 Smart FFT 10 phút thì VRM chỉ ghi nhận khoảng hơn 70 độ C. Một phần thì có lẽ là do tản nhiệt năm nay của ASUS làm khá là dày và chắc chắn. Bài thử nghiệm đầu tiên sẽ là những bài test render với Cinebench R15. Cinebench R20, Corona Render và V-Ray Render. Ở trong cả 4 bài test này thì sự chênh lệch đó là ở khoảng 2,5% trong bài test đơn nhân của Cinebench R15 và R20. Phần chênh lệch này được rút ngắn lại chỉ còn khoảng 1,5 ở bài test đa nhân. Ngoài ra ở hạng mục Render Corona và V-Ray, con số chênh lệch được giữ ở mức 2,5. Sự chênh lệch này chủ yếu đến từ việc xung đơn nhân lẫn đa nhân của 1850K đều thấp hơn 10900K. Nhưng điều mà mình không ngờ là chỉ 100MHz xung nhưng hiệu năng lại chênh lệch đến tới như vậy. Nếu mà các bạn dùng các project nhỏ thì con số này nó sẽ là rất nhỏ, nhưng ở trong những cái project lớn, thời gian render lâu thì 10900K vẫn sẽ là sự lựa chọn tốt hơn vì thời gian đương nhiên là tiền bạc mà. Mình lựa chọn bài test đầu tiên trong hạng mục Adobe là Adobe Premiere, bởi 10850K của chúng ta có card onboard và hỗ trợ tính năng Intel Quick Sync cực kỳ là đáng tiền. Điều mà 10900KF không hề có. Mức chênh lệch giữa 10900K và 1850K là không hề có khi mà cả hai đều đạt mức 651 điểm tổng. Mức điểm này cũng đảm bảo cho việc edit video 4K trên 1850K là hoàn toàn mượt mà. Tiếp đến với Adobe Photoshop và Adobe After Effects, lần này thì sự chênh lệch xung đã thể hiện rõ ràng và hiệu quả khi mà lần lượt 10900K hơn 7% tại After Effects và 7,73% tại Photoshop. Sự chênh lệch này ở After Effects nằm chủ yếu hạng mục render, bởi mức xung cao của 10900K càng render lâu thì nó càng có lợi thế. Cuối cùng là chúng ta sẽ thử nghiệm ở trong game. Do thời gian có hạn nên mình sẽ chỉ test được 3 game có cấu hình yêu cầu khá cao hiện tại là Far Cry 5, Shadow of Tomb Raider và Assassin's Creed Odyssey. Đây thực sự là điểm mạnh của 1850K bởi lượng khung hình chênh lệch là rất ít và hoàn toàn không thể nhận ra bằng mắt thường được. Nếu như mà anh em hỏi mình là 1850K có thực sự đáng mua không thì câu trả lời của mình là có. Vì đầu tiên xét về giá bán, mức giá của nó rẻ hơn khá là nhiều so với 10900K, mà cái sức mạnh của nó thì lại gần như là tương đương. Và với cái việc là nó chỉ ít hơn 100MHz thì thực sự là anh em rất khó có thể nhận ra, trừ khi là render những cái project cực nặng. Nhưng mà điểm trừ của 1850K thì có lẽ là nằm ở vấn đề ép xung, khi mà như mà mình đã nói ở đầu video thì mình rất khó để có thể ổn định được mức xung là 4.9 khi mà đã OC nhẹ lên để có thể bằng được với 10900K. Và điều này thì làm mình rất là băn khoăn khi mà tại sao một con chip có đuôi K lại có khả năng OC kém đến vậy. Thì có lẽ câu trả lời nó nằm ở cái tiến trình 14 nanomet của Intel đã gần đạt đến giới hạn mà Intel có thể khai thác được, khi mà cái việc ép 10 nhân vào một con chip và có cái mức xung cao như vậy nó đã để ra nhiều sơ hở, cũng như là không thể đảm bảo chất lượng toàn vẹn. Khi mà cái mức sản lượng con Intel 10900K này ra được thị trường ấy, đạt được tiêu chuẩn nó rất ít, nên là Intel có lẽ đã lựa ra những con CPU gần đạt tiêu chuẩn, OC kém hơn đến mức xung kém hơn, loại riêng ra, đóng gói lại và đem bán dưới cái tên là 1850K. Và về cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều khi mà anh em chỉ mua máy về và sử dụng luôn chứ không OC. Và thực sự là với mức xung cao như vậy thì anh em cũng không cần phải OC mà cái tốc độ làm việc của chúng ta vẫn cực kỳ là tốt rồi. Và cái điều này thì không có nghĩa là 1850K không phải là một con chip không đạt chất lượng. Và điều này thì thực sự mình xin khẳng định là hoàn toàn không có gì khác biệt so với 10900K, bởi vì cái mức xung của nó đã quá là cao rồi. Và với những công việc như anh em chỉ mua về dùng, mua về lắp máy và dùng luôn ấy, và không ép xung, thì 10850 vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ là ổn, khi mà giá thành của nó rẻ hơn so với 10900K khá là nhiều, khoảng 1 triệu đồng, và sức mạnh thì tương đương. Vậy cho nên là không có gì đáng để lo cả. Còn nếu như anh em yêu cầu những gì tốt nhất, những gì xịn nhất, những gì khủng nhất thì đương nhiên là anh em vẫn sẽ phải lựa chọn đến 10900K thì mới có thể thỏa mãn anh em được. Và bên trên thì là tất cả những gì về 1850K. Anh em nghĩ sao về con chip này? Nó có thể thay thế được 10900K mà giá rẻ hơn không? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình, cũng như đừng quên bấm subscribe và cái chuông nhỏ nhỏ để có thể theo dõi những video mới nhất. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Mình là Vi Yodama, phóng viên sàm sàm tại Hà Nội Computer. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.